5. Lòng hiếu sinh. Về sau gặp một người bạn giúp đỡ bày cách làm ăn khác nữa, anh nói: bây giờ anh Sáu ráng chịu cực khổ ít tháng nữa đi, chừng tới tháng 9 nước giật á, tôi dẫn anh vô kinh cũ ngọn Vĩnh Hành xúc cá sặc, cắt đầu muối làm mắm, rồi đem xuống Cần Thơ cân lại. Anh mừng một mùa là dư trả hết số nợ tiền thuốc. Hồi đó so giá tiền thuốc 6.000 đồng, lúa thì giá 100 đồng một dạ, tính ra quá ngán. Vậy mà người bạn ấy nói: một mùa là trả đủ, chứ không có cách gì mau hơn hết. Bác mới than: anh nói nghe cũng phải, ngặt tôi nghèo quá, làm sao có muối mà mần. Anh bạn ấy nói: tôi hứa giúp anh triệt để, muốn mấy ngàn dạ cũng có, đặng cho anh giải hết số nợ nần cho rồi. Được anh em thương tình hứa giúp đỡ lúc ngặt nghèo, mừng quá đỗi. Khi ra về anh còn căn dặn: hễ thấy nước phân đồng á là anh chuẩn bị đi làm cho sớm để có nhiều. Chừng nước phân đồng á, bắt lộ vô thăm trời cũng vừa chạng vạng. Mấy cháu ơi, bà con họ trái đệm, đệm nào đệm nấy đầy dung hết trơn, dài theo đường. Còn dưới kinh họ xúc cá đầy xuồng, kẻ bưng lên người đi xuống là bắt thấy nôn quá nôn, nói trong bụng: ờ à, đúng y như người bạn đã nói, vậy là dễ trả nợ lắm. Bác đi tới đi lui coi cách người ta làm đặng mình học, vậy mà chừng vô mùng nằm bác ngủ hổng được, rồi đây tự tay mình cắt biết bao triệu ngàn con cá, làm sao mới đền trả nổi nợ đây. Cái nợ này, cái khổ này cũng do nơi cái nghiệp trước. Nếu mà bây giờ mình tạo thêm cái nghiệp sát sanh hại mạng nặng nề như vậy nữa, sợ rằng trả được cái nợ này thì nó lại thiếu thêm cái nợ kia. Nghĩ tới đó bác lăn lộn hoài ngủ hổng được. Trời vừa hừng đông, bác chèo lại người bạn cho hay: anh hứa giúp tôi chuyện làm ăn, tôi và gia đình mang ơn dữ lắm, nhưng mà tôi tính lại rồi, không thể đi làm được. Bác không dám nói chuyện tội phước và sợ tội sát sanh, sợ người ta nói nghèo muốn chết mà không biết lo. Cũng nhờ vậy mà bác vượt qua biết bao cái rào lưới sát sanh hại mạng đó mấy cháu, chứ không thôi chẳng có tài gì nhảy qua cho khỏi. Bởi vì cái hoàn cảnh của bác quá là ngặt nghèo, thì chuyện gì nếu không suy nghĩ cũng dám làm hết. Vì vậy bác ở trần nằm giữa trời đất chịu 5-7 năm trời, nhưng làm việc tội là không dám làm. Anh Hai Sanh ảnh chịu cái tính đó của bác lắm. 6. Việc ân oán. Hồi ấy chiến tranh loạn lạc, cả nhà đi lánh nạn, bác bị người ta hành hạ dữ lắm. Thời gian sau bác lăn lóc trong đoàn thể làm việc. Lúc đó trong miếng đất có cái đường đi tắt ngang qua kinh chính, ai cũng phải đi qua đó. Một bữa nọ bác đi với mấy người vệ sĩ giỏi võ nghệ lắm, gặp lại Mười Sướng, người hồi đó ỷ thế cậy quyền hành hạ bác. Tụi nó lùm lùm người ta, bác hiểu ý không muốn cho nó ra ngoài hay dòm ngó, nên bác ra sau lưng của Mười Sướng phòng hờ, nếu có gì xảy ra đặng đỡ dùm. Bác nói: hồi đó tại mình hiểu lầm với nhau, còn bây giờ thấy rõ anh em mình ai cũng vì thương nước, thương nội giống. Chú vững lòng đi, đừng có lo sợ gì hết. Bác lấy thuốc hút ra mời nó, rồi đưa nó đi khỏi. Anh Hai Sanh thích cái tính khí đó của bác lắm. Hồi trước đây nó làm khổ cả gia đình bác vô cùng. Bảy Nhàn lên tiếng phụ vào: cái đó gọi là lấy ân đáp oán hả bác Sáu? Tới chừng mấy chú vệ sĩ biết rồi nó rủa: anh Sáu à, anh là người không biết gì ráo, kẻ hại cả gia đình anh, sao không cho tụi em mừng nó? Đó, tôi nói anh em nói vậy cũng phải, nhưng mà lúc này non nước mình đang cần người lắm, mình đừng có làm chuyện hồ đồ như vậy. Nếu làm như thế là có tội với quê hương đất nước, chỉ có lợi cho kẻ xâm lăng. Cái cảnh nó đã quá khổ rồi, mình ráng tạo ra cái sung sướng cho nhau, tạo hạnh phúc cho dân cho nước được nhờ, thì chuyện gì cũng tốt đẹp, cũng qua hết. 7. Hiến kế cho ông Năm Lửa, Trần Văn Soái.
Sau khi ông Năm Lửa có kế hoạch trá hình ra liên hiệp với Pháp tại Cần Thơ để nhận vũ khí lương thực, bác phải ở dưới Cần Thơ đặng có khuyên giải anh em mình. Vì lúc trước bác ở dưới hoạt động trong ban trị sự tỉnh Cần Thơ do ông chủ giáp giao việc trong đạo ai cũng biết, nên sau khi hiến kế giả như thân pháp của một bộ phận đoàn thể mình, bác nói gì anh em cũng nghe theo, tội nghiệp hết sức vậy đó. Cho nên đi đến đâu ở đó đều có niềm vui. Với lại bác gan lắm đó, ai muốn làm gì bác cũng nói thiệt với ông Năm Lửa. Trước đó bác tới nhà anh hai Trần Văn Hoành, con trai lớn của ông Năm Lửa. Hai Hoành quy y sau bác mấy hôm, chứng kiến cho anh hai Hoành quy y nên biết ông Năm Lửa. Một hôm bác tìm cách gặp ông Năm Lửa trao đổi. Thưa Trung tướng, bước đường Trung tướng đang đi là đúng, nhưng càng đi xa là không còn đúng nữa. Mình là người nhà, đâu chú em mày nói rõ năm nghe coi, sao đúng sao không đúng. Hồi đó tới giờ mình ra sức đánh nhau với các lực lượng đối phương. Theo thử ý của tôi, bây giờ tôi xin với Trung tướng là mình nên thay đổi mục tiêu. Thay đổi là sao? Theo tôi á, thực dân Pháp là kẻ thù chính của dân tộc Việt Nam mình. Trước đây mình dùng kế quảng binh tạm thời nhận võ khí, quân trang, lương thực, lãnh lương Tây để dưỡng quân, dò xét tình hình, hầu chờ cơ hội lấy thêm súng của Tây đánh lại nó. Nhưng mình cũng nên thay đổi hành động là cố ra sức bảo vệ đồng bào và đồng đạo của mình, không để bị nó ức hiếp, chờ cơ hội khi dân số của bọn Tây hết quyền trên đất nước mình. Đó chính là thời cơ cứu nước, an dân đó Trung tướng à. Thế là ông Năm bằng lòng. Do đó bác đi lo sắp đặt theo kế hoạch, rồi nói với anh em bên dưới. Đức thầy của mình rất yêu nước, thương đồng bào. Vì vậy anh em mình phải ráng sức đoàn kết, cùng đồng tâm hiệp lực, năng tập luyện, chuẩn bị ngày đánh đuổi bọn Tây để giành lại chủ quyền cho xứ sở dân tộc mình. Chứ thằng Pháp là bọn xâm lăng, mình lại theo chân nó sao? Có thể vì quyền lợi riêng tư sau đó mà anh em mình để tụi mật thám có cơ hội trà trộn vô nội bộ, châm ra chích vô mà ông Năm Lửa làm cho bác một trận qua cỡ, suýt chút nữa là chết rồi đó các cháu. 8. Đức thầy dạy cách làm ăn. Hồi đó bác gặp đức thầy đi khuyến nông dưới Hòa Quao Rạch Giá lần thứ hai. Đức thầy dạy: hồi chưa biết tu là 10 công ruộng, một năm xài khoảng 1.000 đồng. Bây giờ biết tu rồi thì làm 20 công mà tiêu xài hết 500 đồng thôi. Nghĩa là làm bằng 2 mà xài bằng nửa. Mình biết đạo nghĩa nên phải có cái chỗ tương thân tương ái với nhau, giữa tình đồng đạo như con một cha, nên mới làm bằng 2 mà chỉ xài phân nửa là vậy đó. 9. Hóa giải cuộc tình. Sau này đoàn thể Phật giáo Hòa Hảo mình bị lâm dòng pháp nạn. Cuối năm 1955, bằng chiến dịch Đinh Tiên Hoàng, chánh quyền độc tài Ngô Đình Diệm đưa lực lượng 6 sư đoàn gồm cả hải, lục, không quân đàn áp các đơn vị võ trang Phật giáo Hòa Hảo vô cùng tàn nhẫn. Bác mới trở về gia đình lo nuôi cha mẹ, các em, vì đất đai không còn lấy một cục dục chim. Mới qua bên cồn Bà Hòa, Long Xuyên hỏi chủ đất, người ta đồng ý cho phát quan miếng đất lâu năm. Chừng phá được 3-4 công trồng vài công triệu, ban ngày đi làm mướn, ban đêm mới về làm đất nhà. Vì vậy mới gặp cô đó. Cô ấy có tác phong thiệt là đẹp, nên mỗi lần gặp cổ, bác Hai Tường và bác dòm nhau lắc đầu, khiến bác phải suy nghĩ. Mình là thanh niên, tiếng là hành đạo, sao còn lập bập quá. Còn cô ấy là nữ mà tu hành có tác phong, nết hạnh đẹp quá đi. Một buổi chiều nọ tại cồn Bà Hòa, Long Xuyên, bác đứng rê lúa. Bây giờ gạo xay bằng cái cối xay, trấu và gạo còn chung nên phải rê lại cho sạch. Tình cờ cô ấy đi ngang qua thấy bác còn đang mặc chiếc quần cục rách hết trơn. Bữa sau
Có cô em tản cư đi chung đưa cái thơ cho bác. Mở lá thơ ra bác thấy đề: anh Sáu yêu quý, chàng ơi. Lúc ấy mắt bác hết thấy đường, từ từ lấy lá thơ bỏ vô túi rồi suy nghĩ: ủa, sao cô này lạ kỳ như vậy cả? Bộ con nhỏ em này nó đưa lộn thơ của ai đó, chứ cô này mình thán phục hồi nào tới giờ. Hồi lâu bác mới nói: Sáu à, bây đem cái thơ này hỏi cô hai cho kỹ coi, đưa cho ai thì đưa cho đúng, đây không phải là thơ của anh đâu. Tội nghiệp đứa em nó cầm lá thơ đi hồi lâu, rồi cầm lá thơ chạy về nói: chị hai nói cái thơ này là gửi cho anh Sáu á. Bác mới than với anh Hai Tường: anh Hai ơi, khổ rồi, chết rồi anh Hai ơi. Tôi vất vả mấy năm nay mới gầy dựng được cái cơ ngơi này, nếu như vậy chắc là tôi phải bỏ đi nữa quá. Anh Hai Tường liền rầy bác: anh đi tới đâu cũng có cái vụ đó hết á. Tại người ta chứ tôi đâu có gì đâu anh Hai. Bác móc thơ đưa ảnh, ảnh mới nói: thôi, anh yên lòng lo làm ăn đi. Tưởng ai chứ cô hai này á, tôi nói được. Chứ cái cảnh anh nghèo quá mà bỏ đi hoài khổ lắm à. Tùy anh, nói sao thì tôi cũng kêu sang đất lần lần, chừng nào nói không được thì tôi có đường rút lui. Sau mấy ngày, cô ruột của cô hai đó tới nói với bác: hay không biết sự việc ra làm sao mà con hai nó quá kỳ, không chịu ăn uống gì hết mà nó thức sáng đêm ạ. Nó nói đau hết sức là đau, nó muốn yêu cầu cậu Sáu một lần tới thăm nó. Nghe nói vậy bác đành nghe theo lời đến thăm cô ấy. Cô hai mới tỏ thiệt tình thương. Bác ngạc nhiên và nói: cô hai, tôi nhớ lại từ ngày tôi qua bên miếng đất này làm ăn tới bây giờ, cô có nghe tôi nói với cô tiếng nói nào khêu gợi việc tình duyên gì không? Cô nhớ cho kỹ, nếu mà tôi có nói ra lỡ nửa lời với cô, tôi bằng lòng nhận lãnh. Nếu mà không có đó là tại cô hai đó nghe, cô phải ráng chịu à. Tội nghiệp cổ vừa khóc vừa nói: anh đâu có nói gì, này tại em. Tôi không nói mà tại sao cô gửi thơ nói thương tôi? Tại hôm đó em đi ngang qua chỗ anh đang đứng rây lúa, thấy anh bận cái quần xà lõn rách nát, em hết sức là buồn. Chiều đó em cứ đi tới đi lui, em coi cái quần anh để đâu, đặng em lấy về giá lại giùm cho anh mà không thấy đâu hết. Từ đó tự nhiên em thấy thương anh. Tôi chỉ có một cái quần này, mắt bận rồi đâu có dư. Nhân dịp đó bác khuyên nhủ việc tu hành, chứ gây tạo chi việc vợ chồng khổ lắm. Nhưng khuyên không kết quả mà ngày càng nặng thêm. Dòm tình hình mình biết nên quyết định sang đất đi chỗ khác. Ngày bác chuẩn bị ra đi, cổ mời qua nhà tâm sự: anh Sáu à, em như con cừu non mà anh dí như chúa Sơn Lâm vậy. Em không cản anh nổi, cho em xin lỗi, nhưng có một điều muốn xin, anh có hứa không? Ý cô muốn xin điều gì? Em muốn xin với anh Sáu, hễ anh lo tu hành á, thì em hứa với anh là em cũng ráng tu hành theo anh. Nhưng mà ngày nào anh tính cưới vợ thì anh phải cho em hay trước mới được hơn nha. Tôi hứa với cô, từ đây sắp tới tôi sẽ nhận cô hai làm người em gái. Cô phải xem tôi là một người anh trai. Tôi đến đây thăm cô, chớ cô khỏi đi kiếm tôi. Có điều là khi tôi tới đây thăm mà cô nhìn tôi bằng cặp mắt không đàng hoàng á, là tôi dứt khoát không tới đây nữa. Từ đó năm nào bác cũng có ghé thăm cổ. Cuộc tiếp thu vừa rồi bác qua ở đó một đêm. Bác giải thích việc tu hành từ đây sắp đến ra sao cho cổ nghe. Tội nghiệp cổ nói thật lòng: anh cực khổ quá à. Thôi anh Sáu dọn về đây rồi ở gần với em đi, em có 500-600 công đất lận. Cổ thấy bác vẫn bận có quần rách nên đi chợ mua vải nhắm chừng cắt cho bác bộ đồ. Bác không chịu nhận, nói cho ngay nhận của là khổ lắm. Thế là bác lại ra đi. Sau đó cổ có gửi cho bác lá thơ nội dung: anh lo tu hành, em cũng ráng lo tu hành, nhưng em nguyện kiếp sau trở thành người thanh niên để được làm bạn với anh.
Lúc này Bảy Nhàn cười nói: Chắc cổ biết giảng sanh cực lạc không nổi hả bác? Bây giờ cổ còn tu không bác? Bây giờ cô hai đó vẫn còn tu hành ngon lành lắm, mà văn hóa cũng khá lắm. 10. Thoái đời. Bảy Nhàn hỏi: Nghe nói bác đi làm ruộng ở đâu mà có vụ lấn cấn về cái ranh đất, bác kể lại các cháu nghe với. Chuyện đó ở cây số 5, họ mần ruộng ngộ lắm. Đến lúc sắp thu hoạch, vô đo công cho người ta cắt, người giáp ranh ở trên gió, họ nói: Từ gốc phân tới ngọn, ngọn ngã tới đâu thì cắt lúa tới đó, bỏ cả ranh đất. Nói là họ làm liền. Họ cắm cây cho nhân công cắt qua của bác hết một tầm trải dài. Còn người phía dưới gió đó thì không chịu như vậy. Theo chủ đất phía dưới á, thì ranh đất của ai ở đâu thì cắt ngay ở đó. Đến mùa cày, chủ đất phía trên á, lại cày lấn sang phần đất lúa ngã ngọn. Lúa ngã tới đâu thì họ cày tới đó. Đã mất lúa lại còn mất thêm đất. Nhưng mà ranh đất phía dưới mình chỉ mất lúa mà thôi. Bởi vậy chú Út nó chịu hết nổi. Nó cằn nhằn à: Sao à, làm như vậy là không có được rồi, họ lớn mình quá. Tôi nói không sao đâu em, cuộc đời lẫn quẩn rồi, đây ai cũng chết queo hết à. Bây giờ tính như anh là sung sướng hà. Chú ấy hỏi anh tính sao. Tôi nói mình bằng 20 công thì mình tính có 15 công thôi. Tới ngày cắt đập lúa cũng tính 15 công, vậy là khỏe ru. Bác nói tiếp: Nếu trời chưa cho cơm ăn, em mần nhiều cũng không có. Lúc trời cho có ăn rồi á, thiên hạ có chèn ép trù hại cách nào đi nữa, mình cũng no ấm hết, em đừng lo vụ đó. 11. Trả ruộng. Số là bác quen thằng em bạn là Trung Quý Thuộc. Thấy bác quá nghèo nên một hôm nó chạy xe qua kêu cho mượn đất làm. Bác hỏi: Bộ chú vui nhiều lắm sao? Không, em có mấy cày, bao nhiêu đất cũng đâu có dư anh sao. Thương cảnh anh làm ruộng mà nghèo quá, vậy anh lên làm đất của em đi. Thế là bác lên theo nó, mướn nông cơ cày đất chuyển làm lúa thần nông. Đến khi lúa công trái me, đang mang bình xịt sâu, bác nghe thông tin phát loa về chủ trương cải cách ruộng đất, luật người cày có ruộng của chánh phủ. Bác liền cái bình xịt xuống mương cái ầm, rồi nói lớn lên: Chết cha rồi. Con Hai Điệp làm kế bên giật mình hỏi: Chuyện gì vậy bác Sáu? Con không nghe thông báo về luật người cày có ruộng đó sao? Thì mình có lợi, có gì đâu bác lo dữ hả? Cái đó mới khổ chỗ bác đó con. Miếng đất này ông cha người ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có được. Bây giờ đương nhiên mình khai của người ta, mình lấy như vậy đâu có được. Hồi xưa mình cũng có đất, có vườn, có nhà cửa. Bác vì chuyện đạo nghĩa mới bỏ ra đi. Nếu bây giờ tham cái của này, thà bác trở về quê cũ còn sướng hơn. Bác Sáu à, bây giờ trả đất, từ nay sắp tới đâu có mượn đất của ai làm được hả bác? Nếu trả ruộng lần này thì từ đây tới già, tới chết, bác không mần ruộng nữa. Còn phải nhớ rằng, mình vì đạo phải bỏ xứ nên mới chịu nghèo. Còn nếu không vì đạo đức thì giờ này bác lên Sài Gòn rồi, chứ không có về quê nữa. Thằng Út, em ruột của bác, nghe nói đi lên, bác nói cho nó nghe. Út à, anh tính trả miếng đất này lại cho Trung Quý Thuộc. Anh ơi, đang lúc nghèo ngặt quá, anh trả đất rồi lấy gì mà làm ăn? Lấy gì làm ăn thì chưa biết, mà hồi nào tới giờ thấy người ta trúng thực chết, chứ chưa có ai nhịn đói mà chết hết. Cho nên bây giờ anh muốn trả liền cho người ta. Mình muốn tu hành cần phải dưỡng cái đức, tuy có chịu đối khác vậy chứ cái đức nó còn. Nếu gì lấy mấy chục công đất để được no cơm ấm áo cho vợ con mà cái đức hạnh nó bị mòn, cái đức hạnh nó bị mòn rồi, sao nó còn đối khổ hơn nữa. Đó là hậu quả của sự tổn đức đó. Còn bây giờ mình chịu đối khác trước mà không chừng sau này được ấm no. Nếu anh nói vậy em chịu rồi. Mà bây giờ khoan trả tiền, mình ráng thêm vài năm đi, mình chịu đông lúa ruộng cho chủ đất được không anh? Không được đâu. Ngày giờ nào anh em mình còn vãng lai trên miếng đất này, vợ chồng người ta ăn ngủ không có yên. Ở đời mà gây cái ăn ngủ không yên cho người, cái đó tổn hại đến phước đức dữ lắm. Cho nên anh muốn dứt khoát trả một lần cho nó gọn.
Thế là chú Út nó nín thinh. Lúc đó đất có hai mẫu, Bác một mẫu, anh Hai Tường một mẫu. Bác trả, anh Hai cũng trả luôn. Nhưng các cháu ơi, khi kêu trả đất rồi, chủ đất cũng chẳng hề trả lại tiền trang sửa đất gì hết. Lúc kêu trả đất, Bác đang bị cảm, không có tới 50 đồng đặng mua thuốc hiệu tàu bườm uống nữa đó mấy cháu. Mọi người lân cận cố ý nói cho Bác nghe: hồi nào thế giờ anh Sáu Viên tưởng anh khôn, ai dè anh ngu quá đi. Người nọ hỏi: anh ngu làm sao? Thời kỳ này mà đi trả ruộng rồi làm gì ăn, có ai cho mượn nữa đâu. Nghe họ nói vậy, Bác không biết phải trả lời sao nên nói cho họ nghe: các anh nói đúng đó. Tôi nói thiệt với anh em mình, ông bà người ta có tu nhân tích phước, người ta mới sanh được ở cái xứ Long Xuyên này, cho nên kinh tế vật chất đầy đủ. Còn tụi mình đây nè, là cái tụi vô phước vô phần, nên mới ở trong cái xứ khỉ ho cò gái này đây, cho nên mình mới không được hưởng phước. Mình đã vô phước rồi, phải ráng lo tu đặng kiếm phước mà hưởng, bây giờ tạo thêm cái tội ác nữa hay sao? Cho nên mấy anh em đừng có dội cho là tôi ngu. Tại tôi vì đạo nghĩa, nếu mấy anh em không tin, muốn thử sách thánh hiền, bữa nay mấy anh khôn mới lấy đất của người ta, còn tôi ngu dại nên trả đất. Hãy để coi ha, chừng 10 năm sau ai ra sao là biết liền hả? Mọi người đều lặng thinh. Thật vậy, chỉ có vài năm sau, Bác Cần Mẫn lo mần ăn được khá lên. Cái đó cũng làm cho thằng Út nó an lòng. 12. Tâm tình với hai vị giáo sĩ. Bảy Nhàn hỏi: có lần nào bác gặp ông cha ở Đà Lạt, muốn tìm hiểu tư tưởng và cách tu hành của bác, bác xin kể lại chuyện đó cho chúng con nghe. Thiền đó ở Buôn Mê Thuột, bữa đó có tớp tài xế xe tải mấy chục người có tổ chức, ý đồ là muốn đánh bác. Thay vậy bác nói: này mấy chú, do mấy chú nhận định sai lầm về tôi, cho nên mấy chú coi tôi như người thù. Vừa nói, bác vừa lấy cái nón đang đội trên đầu điện xuống đất, rồi chỉ tay lên đầu nói: nè, mấy chú coi cái đầu tôi nó bạc rồi. Nãy giờ mấy chú nói mà tôi làm thinh, là mấy chú biết tại sao không? Tại vì tôi thấy tôi nhận định đúng nên làm thinh. Thành ra bây giờ tôi xin hỏi em Út thật tình nè, em Út có tiền sắm xe chở mướn mà không gặp tôi, là đi người làm cây, thì em Út định đi chở đất hay chở cái gì? Còn tôi đi mua cây mà không gặp xe của mấy em, tôi đây giác bộ về Long Xuyên nổi. Vì lẽ đó, đời sống con người ta cần phải có san sẻ, trao qua đổi lại với nhau đặng mà sống. Vì vậy tôi coi mấy em là người thân, cho nên mấy em đổi mắt thường 1 ngày 60 ngàn sở phí. Nói thiệt mấy em là tôi không thường đâu. Thà em Út nói: anh Sáu à, mình chất cây lên xe rồi chưa đi được liền, buồn quá à, anh Sáu dẫn tụi em đi nhậu chơi. Cây đó tốn hao bao nhiêu tôi chịu, như vậy còn có cái tình nghĩa. Chứ cái này mấy chú lấy thịt đè người, ỷ đông ăn hiếp tôi không có chịu. Nãy giờ nói hết cái tình cho em Út nghe, giờ nói tới cái lý. Nếu anh em mình có gì không thỏa thuận với nhau được, thì mai đi thưa cho chánh quyền người ta phân xử. Chứ mình là người thân với nhau, đừng làm mất cái thân thuộc nó uổng lắm. Không phải tôi nói riêng với em Út ở đây, mà với những kẻ đương dầm sương giải nắng ngoài đồng áng nương rẫy kìa, cũng là người thân của mình nữa. Tùy mấy em không trồng một cây lúa một cọng rau nào, mà hễ dừng xe lại là có cơm ăn, vậy là đồng bào là người thân của mình đó. Cho nên em Út đừng nên ăn hiếp tôi mới phải, mà cũng chẳng nên ăn hiếp những người chân lắm tay bùn đó nữa. Bây giờ trời sắp tối rồi, để tôi về nhà trọ, sáng tôi xuống, từ đây về phòng trọ tới 32 cây số nữa. Nói tới đây, bác dẹt dẹt chúng nó đặng ra đón xe. Vừa đi ra, gặp ông cha đang đứng ngay trước cổng nhà thờ. Tội nghiệp, ổng đưa hai tay ra nắm lấy tay của bác. Mời cụ vào nhà thờ. Bác hết hồn nghĩ thầm: cái oai quyền của những vị chức sắc công giáo thời này lớn lắm. Hồi sớm tới giờ mình rầy rà ôm xồm trước cửa nhà thờ, người ta bắt giam hết trọi. Bác lẹ miệng nói luôn: xin lỗi ông,
Em Út tài xế nó còn nhỏ quá nên ăn nói thô lỗ gây ồn ào trong khu vực nhà thờ. Bây giờ những việc đó tôi xin chịu lỗi hết. Ông khoát tay nói: Không, cụ không có lỗi gì hết. Tôi xin mời cụ vào nhà thờ là một việc khác. Hồi nãy đến giờ tôi đứng trên lầu thấy tụi nó bu quanh cụ đông quá. Tôi sợ chúng đánh cụ nên ra đây, rồi đứng nghe cụ nói chuyện luôn. Bây giờ mời cụ vào nhà thờ nói chuyện chơi, chớ không có lỗi gì cả. Bác mới lấy làm lạ và nghĩ chuyện này sao kỳ vậy cả, rồi năn nỉ: Thưa ông, tôi đi trong rừng từ sớm mai tới giờ chưa ăn cơm mà quần áo ướt hết. Thôi, nếu ông có lòng thương mến tôi, xin hẹn 7 giờ sáng ngày mai tôi có mặt tại đây. Ông trả lời với bác theo lối Phật giáo như vậy: Cái kiếp vô thường không hẹn mai hẹn mốt gì hết, gặp nhau thì chơi với nhau vậy à. Các cháu ngó coi, ông là công giáo mà nói như vậy đó. Ông cha nói tiếp: Bây giờ cụ chưa ăn cơm thì vô con nó nấu cơm ăn, còn quần áo ướt thì lấy quần áo của tôi mà thay. Phải vô mới được chứ không đợi tới sáng mai. Đợi mai á, lỡ đêm nay tôi chết rồi làm sao. Bác nhiều công chuyện nhưng vì cái tình đó phải vô trong nhà thờ. Khi vào trong nhà thờ rồi, ông cha lấy quần áo cho thay và bảo con Đạo dọn cơm cho bác ăn. Xong rồi ông mới hỏi: Cụ là người tôn giáo nào? Lúc đó trào ông Ngô Đình Diệm ảnh hưởng thế lực chánh quyền, vì vậy đạo công giáo găng với đạo hòa hảo mình lắm, nên bác nói dối: Tôi không có tôn giáo nào hết. Ông cha lắc đầu rồi nói: Cụ nói không có tôn giáo sao được. Tôi là cha sở trong đạo nhiều năm mà tôi chưa biết cái luật ở đời với đồng bào sâu sắc như cụ. Vậy mà cụ nói không có đạo tôi không chịu. Bác trả lời: Ông nói cũng phải. Nhưng tôi thì cảm thấy mình là con người thì phải cư xử với mọi người, với đồng bào mình là như vậy đó. Chứ tôi không biết đạo ra làm sao nữa. Vì vậy đêm đó chỉ nói toàn là chuyện làm ăn, chuyện nhân tình thế thái qua lại không à. Đến khuya rồi ông nói: Thôi, cụ ghi số phòng ngủ của cụ ở đi. Hôm nào cây về tôi cho con Đạo lên rước cụ xuống đây, đặng còn tính cái chuyện mua bán nữa. Mèn ơi, tôi nghèo lắm, đâu có đủ tiền đâu mà dám tới đây mua cây của ông cho nổi. Tôi biết cây của ông chỉ để bán cho ngoại quốc không hà. Không, tôi muốn bán cây cho cụ, đặng cụ có dịp lên xuống chơi với tôi. Chớ cụ đâu có rảnh đâu mà lên đây chơi. Thật tình là từ hồi làm cây tới giờ tôi không có bán trong nội địa cây nào hết, mà chỉ bán cho nước ngoài. Sáng về lo cho xe cộ chạy rồi, bác vô chơi với ổng nữa, đặng đáp ơn người ta không bắt lỗi mình. Khi gặp lại ổng nói: Cụ à, theo tôi thấy cụ là người có tôn giáo chứ chẳng phải không đâu. Tôi bạc đầu rồi mới thấy người lái buôn như cụ, chứ chưa gặp được người thứ hai. Cụ nói thiệt với tôi đi, anh em mình còn chơi với nhau mà. Chừng đó bác mới hé hé một chút, rồi một chút để đáp lại cái thịnh tình của ông ấy. Riết rồi thành chơi thân với nhau lắm. Chừng đó bác mới nói thật mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nhờ vậy mà ở ngoài ấy có nhiều người biết bác. Một tối nọ, có cô con gái chạy xe sang trọng 4 bánh tới mời, rước bác đi chơi. Dầu cố từ chối cũng không được, nên bác ra điều kiện với nó là cùng với bác vô phòng cảnh sát xin lập cái biên bản, bắt nó ký tên rồi mới chịu đi. Vì vậy bác cự nó hết sức là cự. Người ngoài ấy họ nói bác lạ lùng quá. Qua những chuyện ấy, ông Linh Mục nghe được mới giới thiệu lại với ông cha cố, tức là giám mục ở địa phận Đà Lạt. Chừng ông cha cố qua nhà chung, ông cha chạy xe tới trước nhà trọ rước bác. Bữa đó đúng vào ngày rằm tháng 7, trời vừa hừng hừng, đèn điện chưa tắt, thì nghe tiếng bóp kèn tin tin. Cái lệ của bác là hễ ai kiếm thì phải bóp kèn xe như vậy, bác mới ra gặp. Vì phòng ngủ mình mướn ở tầng trên, nên khi vừa gặp ông cha, ổng lấy tay ngoắt chỉ, bác nói lớn với ổng: Ê, tôi khóa phòng rồi xuống đi. Bác vừa ra tới xe, ông cha liền nói: Cụ à, luật công giáo của chúng tôi quy định không cho chức sắc trong đạo vào khách sạn, nên hồi nãy tôi không lên nói được, nói cho cụ biết để thông cảm, chứ không phải tôi kêu cụ như vậy đâu. Bữa nay
ông đi đâu mà kêu tôi sớm vậy nè? Có chút chuyện, ông cố ở Đà Lạt qua, mời cụ đi dùng cơm với chúng tôi một bữa. Nghe ổng vừa nói, bác suy nghĩ quá chừng. Bữa nay là ngày rằm tháng 7 mà ăn cơm với ông cố ông cha thì làm sao ăn lạc được. Ông cha ổng cũng khôn đặc biệt. Thấy thái độ chần chừ của bác, ổng nói: Cụ à, cụ còn nghĩ rau khác, thịt khác, tức là còn nghĩ Đức Chúa Giêsu khác, Đức Thích Ca Mâu Ni khác à? Bác vừa đi theo ổng mà nguyện giái trong lòng hoài. Đặc biệt là ăn bữa cơm đó, bác thấy Đức Thầy trước mặt bác rõ ràng. Bác nghĩ cái thân của mình là cái thân nghèo nàn, dốt nát, hèn tệ, mà nhờ hiểu đạo lý nên mới được ngồi ăn cơm chung với mấy ổng. Vì lẽ đó, bác thấy Đức Thầy là thấy đạo đó. Bữa đó, bác được mời ở lại nhà thờ ngủ một đêm. Đêm đó, cả ba người đi bộ vòng quanh trong khuôn viên nhà thờ rộng lắm. Hai ổng muốn nói chuyện riêng nên hai người đi hai bên, mỗi ông nắm cánh tay của bác. Ông cha cố hỏi: Nghe nội mời đây, có chuyện của con gái nhà giàu thì rước cụ đi chơi. Cụ buộc nội giao phong cảnh sát lập biên bản chi chi đó. Ý cụ muốn đề phòng nọ làm bậy, hay có ý chi hoặc là có cách gì mà tránh được? Bác suy nghĩ, thì ra tối nay hai ổng đem chuyện ấy ra thăm dò mình xem có kinh nghiệm gì đây, nên bác nói liền: Xin thưa thiệt với hai ông, tôi không có biết quyết gì ráo. Đó là tại tôi thấy thương chúng nó còn nhỏ quá, đang còn đang cháu của mình. Có khi thấy tụi nó đi bụi đời, xa vào trụy lạc trốn không trần, tôi buồn hết sức vậy đó. Tôi nghĩ mình may mắn là không có đứa con đứa cháu nào hư hỏng đi bụi đời như vậy, chứ nếu có chắc là mình khổ dữ lắm. Do chính cái lòng xót thương thật sự những cuộc đời bất hạnh mà không có thái độ khinh rẻ, tôi mong muốn sao cho cái xã hội này nè luôn luôn tốt đẹp, đừng có cái chuyện đáng buồn đến đau lòng như thế nữa. Đêm đêm tôi cầu nguyện cho chúng nó. Cái đó là ý muốn thật tình của tôi, chứ tôi không có phép gì khác cả. Bảy Nhàn cười hỏi: Nghe nói lúc đó bác có tài làm thơ cầu nguyện cho mấy cô gái đó nữa hả? Bác còn nhớ không? Nhớ chứ. Bài thơ như vậy nè: Nén hương lòng cầu cho thiếu nữ, chốn lầu hồng mau được thoát ra, tội tiêu phước đến hằng hà, cho cô thức giấc nam kha mộng trường. Nén hương lòng bừng lên sáng rực, phòng cao nguyên thơm nức mùi hoa, thế là trong cõi ta bà có hòa thiện trước, có tòa bồng lai, gật gù hồn khách như say, mơ tiên hồn bướm đã bay lúc nào. Vậy là hai ổng vỗ tay thông cảm. Đi dạo hồi lâu, ông cha hỏi: Cụ à, cụ đi làm ăn mặc như thế này, chừng về nhà cụ ăn mặc ra sao? Tôi đi đây ăn mặc như vậy, chừng về nhà cũng vậy à? Vậy rồi cụ không thể hiện màu sắc nào của người trong đạo mình sao? Đức Thầy tôi có dạy, tu tâm sửa tánh là chánh, chứ không cần sắc phục gì để tỏ ra mình có đạo hết. Tu tâm sửa tánh là sao? Cụ thí dụ cho anh em tôi nghe thử. Theo tôi á, tu tâm sửa tánh là như vậy nè. Thí dụ như hồi chưa tu, đi mua cây, tôi đo ăn gian ông. Bây giờ tu rồi sửa lại ngay thẳng, không đo ăn gian nữa. Xin lỗi cụ, trên đời không biết bao nhiêu là dạng vật con này con nọ. Vì sao Đức Giáo Chủ chỉ thương có mấy con trâu chó bò mèo, cử không cho tín đồ ăn, còn các con khác phải chăng Giáo Chủ không thương? Cái đó là ý sao vậy? Theo tôi được biết, Đức Thầy của tôi á thương yêu hết các loài dạng vật, chứ không riêng gì mấy con trâu chó bò mèo thôi. Nhưng vì anh em đồng đạo chúng tôi còn thuộc hàng tại gia cư sĩ, nên những điều nào trong tầm tay mình làm được gì á thì làm. Như con trâu, con chó, con bò, nó rất gần gũi bên mình, nó cũng giúp đỡ mình các công việc hàng ngày. Nếu mình ăn thịt nó là mình phụ bạc, không nhớ công ơn nó hay sao? Bác nói đại chứ cũng sợ mất lòng mấy ổng. Vậy mà ổng nắm tay bác siết lại rất lâu. Có lẽ ổng vừa ý sau đó mà nó ấm tới tận trái tim lận,
chứ không phải là dừa đâu. Bởi vậy tới khuya ổng mới hỏi bác một câu. Cụ à, khuya rồi không có ai, tôi hỏi lén cụ câu này. Trên mặt đất này có rất nhiều đạo như Phật giáo, Cao Đài, Tinh Lành, Hòa Hảo, Công giáo, đủ mối đạo hết. Nhờ cụ phân tích cho chúng tôi nghe, đạo nào là đạo chánh? Bác nói liền mà không cần suy nghĩ. Hồi tôi biết hai ông tới giờ, không có cái gì hai ông hỏi mà tôi chẳng nói hết. Nhưng mà câu hỏi này xin phép tôi không trả lời. Ủa, sao kỳ vậy? Vì ông hỏi tôi đạo nào chánh đó, tôi không dám nói. Bởi phân ra chánh hay tà là chỉ có bậc giáo chủ với nhau mới nói được. Còn tôi là người tầm thường, không được quyền nói tới việc tà chánh đó. Hai ông siết mạnh tay của bác, rồi kề vô tai nói nhỏ. Thôi mà cụ, nói nhỏ chúng tôi nghe đi. Câu hỏi chỉ có bấy nhiêu đó, vậy mà ông cố năn nỉ cả tiếng đồng hồ, cứ nắm tay dẫn đi tới đi lui tới 2 giờ khuya. Bác thấy cái tình của họ đối với mình đậm quá. Mình nói đây cũng không phải là để đề cao đạo của mình, mà nói theo tinh thần nhận xét phân minh. Suy nghĩ như vậy nên bác nói. Tôi nói thật với hai ông, trên mặt đất này bất cứ đạo nào nếu không gàn cản bước tiến hóa của những đứa con của Thượng Đế thì đạo đó là đạo chánh. Nói đến đó, hai ông cứ nắm hai tay bác siết thiệt là mạnh, tỏ ra rất đồng ý. Đến sáng, hai ông đưa bác về cũng kèo nài hỏi cái vụ phép tắc nữa. Thấy ông hỏi tha thiết, bác mới nói. Đâu ông nhìn dưới lườn xe, thấy có cái gì không? Ông cha liền bước ra, nghiêng cái đầu nhìn dưới lườn xe hỏi lại bác. Sao không thấy gì hết vậy cụ? Cái ông sẹt măng, nó ra khói ở đằng sau đó. À à, cái ông sẹt măng thì có thấy. Cái chuyện đời mà tôi không hành động những việc không tốt đẹp là tôi nghĩ như vậy nè. Cái thân thể của mình chắc nó không bằng cái chiếc xe này. Tuy nó bằng sắt thép, nhưng rồi qua thời gian mưa gió cũng tới thời kỳ phải hư. Đến chừng nó hư rồi, người ta đẩy nó vô gốc cây bỏ. Chứ cái giọt khói ở đằng sau nó bay lên không trung 3 kiếp nữa cũng còn hoài. Nên tôi rất sợ cái giọt khói đó, chứ không sợ cái xe này hư đâu. Nghe nói có người thuyết cho bác nghe pháp môn tu giải thoát gì đó. Có, anh đó tìm tới nhà bác. Ông nói à, anh lại nhà tôi đi, tôi chỉ cho anh pháp tu giải thoát. Tu một ngày là được giải thoát ngay. Bác hỏi lại. Vậy bây giờ anh đã giải thoát chưa? Nghe bác hỏi dặn lại, anh ta mắc cỡ đứng dậy đi mất tiêu, tới bây giờ không bao giờ trở lại. 14. Muốn tu giải thoát. Lúc bác trồng dưa hấu ở cầu số 5, vô nghỉ trưa thì ông Tám Đại tìm tới gặp bác. Mừng quá anh nói. Mèn ơi, tôi kiếm chú lâu hết sức, nay mới gặp. Ủa, tôi làm đây lâu lắm, anh không biết sao? Tôi đâu có biết, lâu nay tôi đi kiếm chú dữ lắm đó. Anh kiếm tôi có chuyện gì không anh Tám? Tôi nói thiệt với chú sao? Tôi nhận định là mình cần phải lo tu hành, vì đời nó giả tạm quá rồi. Tin vô hỏi chú coi, tôi định bỏ chị Tám của chú đặng đi tu, coi có được hay không. Cái gì không biết, chứ anh đừng có bỏ chị Tám không được đâu. Hồi chưa có vợ thì khác, anh tính sao cũng được. Còn đã có vợ con rồi á, biết tu thì phải thương vợ con nhiều hơn nữa mới phải, chứ sao lại bỏ. Còn anh sửa soạn đi tu, sao lại ghét vợ? Vậy là anh khác hơn tôi rồi. Anh Tám Đại nói. Nói như chú thì Đức Thích Ca đâu có thành Phật. Thôi thôi, anh đừng có so bì với Phật tổ, không nên. Nếu bì á là mình xa địa ngục à. Tôi là em của anh, tôi nói như vậy cho anh nghe. Bây giờ đã lỡ tạo ra vợ con rồi thì ráng lo làm lụng, kiếm hột cơm nuôi cho nó lớn, cho nó ăn học nên người. Bổn phận mình làm cha là phải làm cho tròn, rồi đạo đức thủng thẳng đi đến. Chứ anh bỏ ngang như vậy là mất chì mất chài luôn à. Đạo giải thoát đã không thành mà đạo cha con, đạo chồng vợ cũng dở dang nữa. Nói như chú vậy là tôi muốn tu giải thoát không được hả?
Sao đức thầy kêu gọi mình tu kiếp kiếp nếu không quá trễ đó sao? Anh muốn tu gấp thiếu gì chuyển tu? Đâu, chú nói cho tôi nghe coi. Ở đời mà anh luôn có niệm tưởng phải cũng là tu, cái niệm tưởng tốt cũng là tu, chứ không đợi vô chùa gõ mõ tụng kinh gì hết. Tôi khuyên anh cái đạo vợ chồng coi vậy mà nó lớn lắm. Anh mà bỏ rồi á, không biết tu mấy kiếp nữa mới trở lại làm người được, chứ không phải vừa đâu nghe. Cho nên anh ráng tu đạo làm người đi, làm người được rồi thì làm tiên làm Phật mới được, còn làm người không được thì làm Phật đâu phải dễ gì. Chú à, tôi muốn tu mà chú nói vậy rồi tôi phải làm sao đây? Anh muốn tu thì từ đây sắp tới ngày đêm anh lo tu, chứ đâu phải anh bỏ, mà đừng có cái lối bỏ vợ bỏ con là không được đâu à. Theo chú, bây giờ mình tu theo Tịnh độ hay Thiền tông? Kinh sách thì anh biết nhiều, còn tôi thì quá ít. Đâu anh nói pháp môn Thiền tông với Tịnh độ cho tôi nghe coi. Tôi nói tắt cho chú nghe, Thiền tông là mình tu tự lực, còn Tịnh độ là nhờ vào tha lực. Như vậy một cái tự lực, một cái tha lực, vậy nên tu hết cả hai cái đi anh Tắc. Việc gấp như lửa cháy mày mà chú cứ lòng vòng hoài. Đâu có, tôi nói như thế là tu chắc chắn lắm anh Tám à. Tu hai cái đi. Không được, giờ quyết định tu một cái mới được. Thôi, vậy tôi thí dụ cho anh nghe. Ở đây anh bơi xuồng về nhà, có phải anh bơi đâm ngang sông Vàm Nao không? Mà lỡ chìm xuồng, anh tính tự lực, nếu lội không nổi rồi bị giọt bẻ chết rồi làm sao? Còn tôi tính tu hết cả hai là vừa lội vừa la làng, như vậy có bà con ra giúp đỡ. Nghe tới đó anh mới chịu. Bác nói tiếp. Anh nghe lời tôi, hằng ngày anh tu thì lo đọc kinh đọc giảng, lo lễ bái cúng lại tử tế, rồi học văn hóa thêm đi. Mèn ơi, tới giờ này mà chú biểu học văn hóa nữa, nó trễ biết bao nhiêu. Không có cái gì trễ hết, anh đừng có sợ. Anh nói đức thầy có dạy, đức lục tổ ít ai dám sánh, người dốt mà nói pháp quá rành. Thôi, anh đừng bắt chước đức lục tổ, không có được đâu. Anh học văn hóa thêm cho tâm trí nó mở mang ra, rồi lần lần mình tiến đến con đường giải thoát. Chứ xin lỗi, anh không biết gì hết trơn mà đòi thành Phật thì thành cái nỗi gì. Nghe tới đó anh mới chịu phép. 15. Tu chưa hết kiếp ngu. Có lần đó cháu ba lên dẫn 4-5 đứa tới đây, bác không biết tên. Trong mấy đứa có một đứa hỏi: con nghe bác là người lớn tuổi, tu hành mấy chục năm, hôm nay tới xin hỏi bác, có pháp môn tu giải thoát nào không? Nhờ bác chỉ dạy cho mấy cháu tu mau giải thoát. Không biết pháp môn giải thoát có hay không, hay tại bác chưa học tới? Mà hồi đó giờ bác chưa thấy pháp môn giải thoát, còn người giải thoát thì bác có thấy. Nói tới đây cháu nó suy nghĩ một hồi rồi hỏi: bác không thấy có pháp môn giải thoát, vậy bác theo đạo làm chi cho tới ngày nay? Cháu hỏi vậy thì bác cảm ơn cháu lắm. Rất đúng lý, bác mà đeo đuổi theo đạo là do cái lẽ này đây. Từ hồi đó tới giờ theo đạo là bác nguyện tu hành đặng cho hết cái kiếp ngu muội của mình, chưa biết pháp môn giải thoát. Không biết mấy cháu nó nghĩ sao mà 4 đứa bỏ ra ngoài trước, còn lại cháu ba lên ngồi nhìn bác hoài. Một lúc sau cháu hỏi: bác Sáu à, bác nói lại cho con nghe cho rõ hơn. Bác nói thiệt, bác tu cho hết cái kiếp ngu muội của mình. Cháu ba lên hỏi lại 3 lần như vậy, còn mấy đứa kia có lẽ nó giận bác sau đó nên bỏ ra ngoài hết.